trong cái cuốn Đúng Việc tôi có đưa ra một cái câu chuyện mà mọi người, nhiều người rất là thích và hay nhắc. Tức là cái câu chuyện mà có lần tôi đi xem cái vở kịch á, tức là vở kịch rất là hay. Kết thúc một cái màn một, tôi có kể nguyên cái câu chuyện ở trong cuốn sách này. Để kết thúc màn một thì cô MC mới xin quý vị khán giả một cái tràng pháo tay. Cuối cùng lẹt đẹt có mấy cái không ai vỗ tay hết. Rồi tôi mới quay sang hỏi một cái anh kế bên thì anh thấy vở kịch hôm nay làm sao. Thì anh mới giật mình nói, ủa vở kịch hay quá, còn rất là hay. Mà không ngờ nó hay vữ dữ vậy đó. Tại vì cái này vé người ta cho thì đi coi, không đi coi thì tiếc tiền. Chứ còn mà nếu mà biết nó hay thế này thì không ai tặng vé thì mình cũng sẵn sàng bỏ tiền ra mua vé để coi thì rất là xứng đáng. Xong tôi mới hỏi thêm là sao thấy anh không có vỗ tay. Thì anh cười cười, anh nói thì đã có người khác vỗ rồi, mình không vỗ cũng được. Khi mà anh nói cái câu đó là tôi bừng sáng luôn. Tôi mới nói tủm tỉm trong đầu rồi cười đấy. Phải chăng đây là chân dung của một người Việt Nam tiêu biểu của TK 21? Mà nếu như thế thì xấu xí quá. Thì tại vì sao? Ai cũng đã có cái câu mà nó ám ảnh mình, đó là đã có người khác làm rồi, mình không làm cũng được. Và cuối cùng là không ai làm hết. Và cái đó mình, một cái câu chuyện nhỏ trong một không gian hẹp như thế, rồi mình mở rộng ra, ví dụ trong phạm vi một quốc gia, để nói ai làm cho đất nước này phát triển, thì cái này đã có ai đó làm cho nó phát triển rồi, mình không làm thì nó cũng phát triển thôi. Cuối cùng thì nếu mà ai cũng nghĩ vậy thì nó sẽ nghèo bền vững. Và còn ở phạm vi một doanh nghiệp đi, thì ai làm cho công ty này hùng mạnh thì đã có ai đó làm cho nó hùng mạnh rồi, mình không làm nó cũng hùng mạnh thôi, thì cuối cùng nó phá sản luôn. Rồi cái trong gia đình thì ai làm cho cái nhà này hạnh phúc thì mình nghĩ đã có ai đó làm cho cái nhà này hạnh phúc rồi thì mình không làm rồi nó cũng hạnh phúc thôi, thì cuối cùng nó bất hạnh luôn đó. Thì cuối cùng là cái câu đã có ai đó làm rồi thì mình không làm cũng được. Đó là một cái tôi xấu xí. Cho nên trong trường hợp là cái chữ tôi ở đây nó là cái chữ tôi trách nhiệm, cái tôi bổn phận. Ví dụ như là một mẹ nuôi được 10 con nhưng 10 con không nuôi được cha mẹ, là mình bỏ cái tôi này là xong. Thì mình có thể làm được gì cho cha mẹ thì mình cứ làm, còn anh chị em mình có làm hay không mình không quan tâm, mình chỉ quan tâm những cái việc của mình, quay về với cái đúng việc của mình, tức là cái bổn phận làm con của mình là gì. Mình cứ hãy làm một đứa con theo đúng cái cách mà mình muốn, chứ không cần biết anh chị em mình làm con như thế nào, đó là việc của họ.